Bán lô đất ngang 7m. Hẻm ô tô một sẹt. Đường số 35. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Chào mừng bạn đến với cơ hội độc đáo sở hữu lô đất tại vị trí đắc địa, hẻm một sẹt đường số 35, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Dưới đây là những điểm nổi bật đặc biệt của bất động sản này. Đặc điểm nổi bật. Lô đất có chiều ngang rộng 7m, một ưu điểm hiếm hoi. Phù hợp xây biệt thự mini hoặc xây căn hộ dịch vụ cho thuê, tạo nguồn thu nhập thụ động mang đến nhiều cơ hội phát triển. Hẻm xe hơi một sẹt, hẻm ngắn, chỉ một sẹt, cách mặt tiền đường 35 chỉ 30 m thuận lợi di chuyển và kết nối. Vị trí đắc địa, tiện ích xung quanh. Khu dân trí cao, nằm trong khu dân trí cao, sạch sẽ, yên tĩnh. liền kề các khu dân cư thanh niên, Hồng Long, Sông Đà, Bình Dân là những khu vực đẳng cấp của phường Hiệp Bình Chánh. Gần chợ Hiệp Bình, cách chợ Hiệp Bình chỉ 300 m thuận tiện cho việc mua sắm và sinh hoạt hàng ngày. Thuận lợi di chuyển, ra Phạm Văn Đồng, Giga Mill, Đại học Luật, Nhà thờ Fatima, Cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu chỉ 3 đến 5 phút di chuyển. Diện tích phù hợp, pháp lý hoàn chỉnh. Diện tích, ngang 7 dài 17m tổng 121m, công nhận 98m, phun thổ cư, có thể xin công nhận thêm được. Phù hợp xây dựng, lô đất phù hợp để xây dựng biệt thự mini hoặc căn hộ dịch vụ cho thuê. Pháp lý hoàn chỉnh, sổ riêng, khu dân cư hiện hữu. Xây hoàng công ngay. Hướng Tây Bắc, giá hấp dẫn. Hướng nhà, Tây Bắc, mang lại nguồn năng lượng tích cực và thoải mái cho cả gia đình. Giá bán chỉ 5.9 tỷ, thương lượng tốt. Giá cực kỳ hấp dẫn cho lô đất với những ưu điểm nổi bật. Liên hệ ngay để sở hữu. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước tại vị trí và giá trị này. Liên hệ ngay để đặt lịch xem và thảo luận thêm về cơ hội đầu tư. Hãy like, share Đăng ký kênh Một Quả Riang để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất để chọn cho mình kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Bán lô đất ngang 7m, hẻm ô tô một xẹt, đường số 35, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Chào mừng bạn đến với cơ hội độc đáo sở hữu lô đất tại vị trí đắc địa, hẻm một xẹt đường số 35, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Dưới đây là những điểm nổi bật đặc biệt của bất động sản này. Lô đất có chiều ngang rộng 7m, một ưu điểm hiếm hoi phù hợp xây biệt thự mini hoặc xây căn hộ dịch vụ cho thuê, tạo nguồn thu nhập thụ động, mang đến nhiều cơ hội phát triển. Hẻm ngắn, chỉ một xẹt, cách mặt tiền đường 35 chỉ 30m, thuận lợi di chuyển và kết nối. Nằm trong khu dân trí cao, sạch sẽ, yên tĩnh, liền kề các khu dân cư thanh niên, Hồng Long, Sông Đà, Bình Dân là những khu vực đẳng cấp của phường Hiệp Bình Chánh. Cách chợ Hiệp Bình chỉ 300m, thuận tiện cho việc mua sắm và sinh hoạt hàng ngày thuận lợi di chuyển ra Phạm Văn Đồng, Gigamel, Đại học Luật, Nhà thờ Fatima, Cầu Bình Triệu, Chợ Bình Triệu chỉ 3 đến 5 phút di chuyển. Diện tích ngang 7 dài 17 m tổng 121 m, công nhận 98 m, phun thổ cư, có thể xin công nhận thêm được. Phù hợp xây dựng, lô đất phù hợp để xây dựng biệt thự mini hoặc căn hộ dịch vụ cho thuê. Pháp lý hoàn chỉnh, sổ riêng, khu dân cư hiện hữu, xây hoàn công ngay. Hướng nhà, Tây Bắc, mang lại nguồn năng lượng tích cực và thoải mái cho cả gia đình. Giá bán chỉ 5.9 tỷ, thương lượng tốt, giá cực kỳ hấp dẫn cho lô đất với những ưu điểm nổi bật. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước tại vị trí và giá trị này. Liên hệ ngay để đặt lịch xem và thảo luận thêm về cơ hội đầu tư. Hãy like, share, đăng ký kênh Một Hỏa Real để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất.